Kính chào quý vị, kính mời quý đồng hương người Việt theo dõi chương trình truyền hình VATV hôm nay do Cơ quan Phát triển Cộng đồng Việt Mỹ Việt E bảo trợ. VATV là tiếng nói và là nhịp cầu thông tin của đồng hương người Việt và cư dân tại thành phố Boston và là vùng phụ cận. Chương trình này được trực tiếp phát hình hàng tuần và mỗi tối thứ tư từ 7 giờ tối trên hệ thống truyền hình BNN của thành phố Boston qua các công ty cable Comcast đài số 9 và ACN đài số 15, đồng thời trên trang mạng www.bnntv.org. Chương trình này cũng được chiếu lại vào các ngày Chủ nhật lúc 5 giờ chiều, thứ hai lúc 1 giờ trưa và thứ ba lúc 11 giờ sáng, đồng thời được lưu trên trang mạng www.viete.org. Kính thưa quý vị, một trong những sự kiện vừa qua có ảnh hưởng nhiều đến nước Việt Nam cũng như người dân trong nước và đồng bào Việt Nam ở hải ngoại, đó là chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Hôm nay chương trình VATV được dịp nói chuyện với một vị khách quen thuộc, đó là luật sư Tạ Văn Tài từ Đại học Harvard. Kính chào luật sư Tạ Văn Tài. Kính chào nhà báo và kính chào quý vị khán thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị sau những lần trước. Rồi, bây giờ là hôm nay mình sẽ nói chuyện về chuyến viếng thăm của Tổng thống Barack Obama vừa vào tháng 5 vừa qua ở Việt Nam. Vâng. Nhưng trước đó thì hình như Tổng thống Obama không phải là người Tổng thống đầu tiên mà như luật sư Tài đã có gợi ý là có Tổng thống Johnson, Tổng thống Nixon, Tổng thống Bill Clinton, Tổng thống George Bush đã đến Việt Nam. Bây giờ mời luật sư có thể nhắc lại những lần viếng thăm của các vị tổng thống đó. Đúng thế. Còn nếu nhắc lại tất cả những cái vị tổng thống đã qua Việt Nam thì có thể nói là giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, kể cả miền Nam khi trước và toàn thể quốc gia Việt Nam hiện nay, nó dường như có một cái cơ duyên lịch sử hai nước nó gắn chặt với nhau, và các vị cả nguyên thủ Mỹ đã qua Việt Nam từ lâu rồi. Khi trước thì Tổng thống Johnson qua Việt Nam đến Cam Ranh trong cái thời gian chiến tranh để bàn vấn đề chiến tranh. Tổng thống Nixon chạy sang Việt Nam năm 69 để bàn vấn đề hòa đàm Ba Lê. Và khi họ đến, hai người đó đến thì có phần nào dùng cái ảnh hưởng mạnh của một đồng minh nhưng mà đồng minh cường quốc, hầu như là nhiều khi ép Việt Nam theo một số những cái điều mà họ đưa ra. Trái lại mấy đời tổng thống bây giờ đó thì để đến Việt Nam với tính cách là người bạn, mà họ vẫn nói là partner, tức là đối tác. Từ thời ông Clinton năm 2000 cuối nhiệm kỳ đến Việt Nam là một cái nguyện vọng của ông ấy đã có từ khi ông ra tổng thống năm 1992 đó. Họ cứ chế ông là trốn quân dịch đi chiến tranh Việt Nam, cho nên ông cũng muốn tạo ra được một cái liên hệ tốt đẹp với Việt Nam bằng cách bỏ cấm vận năm 94, tái lập băng giao năm 95. Có hai đảng, lưỡng đảng đứng bên cạnh ông khi ông bỏ cấm vận và bỏ tái lập băng giao, tức ông McCain và ông John Kerry, đại diện cho đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ. Ông chứng tỏ là lưỡng đảng chúng tôi đồng ý cái chính sách thân thiện với Việt Nam. Thế rồi đến đời ông Bush thì cũng muốn kết thân với Việt Nam. Trong cái giai đoạn hồi đó tôi nhớ là ông đã đề nghị là nên hợp tác quốc phòng ở cấp cao. Nhưng mà Việt Nam từ năm đó đến những năm sau thấy lơ mơ, không có hối hả hay là lắm hở gì cả. Tôi có hỏi một nhân viên đại sứ Việt Nam thì tại sao mà ông mời cộng tác quân sự từ hồi đó mà bây giờ mới được ông Tổng thống Obama bỏ cấm vận võ khí sát thương mà lấy làm mừng. Thì họ nói là họ nói một cách nói quanh hồi đó là thì cũng cộng tác cứu hộ trên biển đấy, tức là một thứ nói quanh là không có dám cộng tác một cách mạnh mẽ với Mỹ về quân sự, mà chỉ cộng tác một cách lơ mơ như vậy chắc là sợ Trung Quốc.
thời cái thời Bush. Đó là năm 2006. Vâng. Thì bây giờ đó thì là khi tổng thống Obama qua mà ngoài những cái tuyên bố ở trong thông cáo chung cũng như trước đồng bào Việt Nam ở Hà Nội trong cái hội trường quốc tế rất là nhiều điểm rất hay, tí nữa mình sẽ bàn, thì cái điểm quan trọng nhất nó có tính cách như là gỡ rối cuối cùng, tức là bỏ cấm vận võ khí xa thường, tức là gì, sẽ rút cho Việt Nam nếu muốn mua thì có những võ khí có thể chống lại ngoại xâm, không nói là chống nước nào nhưng mà chính là chống Trung Quốc chứ còn nước nào nữa, phải không? Vậy thì đấy là cái lịch sử cơ duyên của hai dân tộc mà càng ngày càng gắn chặt, dù bây giờ nước Việt Nam vẫn là cộng sản. Nhưng mà với cái lệnh mà gỡ bỏ cấm bán vũ khí sát thương đối với Việt Nam, dường như đây là đóng trở lại một cái trang sử cũ, và nước Mỹ với Việt Nam bắt đầu một chương hợp tác mới, phải không? Vâng. Thưa luật sư. Vâng, bởi vì rằng khi mà Việt Nam đòi hỏi cái đó thì họ đưa ra một số những cái điều kiện mà Việt Nam bằng lòng có tuân theo. Những cái chuyện trước, ví dụ như bỏ cấm vận với bỏ mang bình thường hóa thường sao thì đã có những điều kiện như là lúc đó là hợp thời, tức là tìm xác chết của Mỹ, rồi có những điều kiện khác nữa. Nhưng mà bây giờ đã cái điều kiện quan trọng là phải cải tổ nhân quyền, trong đó có cái cải tổ về quyền người lao động trong hiệp ước TPP mà Việt Nam rất muốn gia nhập để có thể bán hàng sang Mỹ, có đầu tư được sang Mỹ, hay là ngược lại được các cường quốc và các nước ở quanh Thái Bình Dương đầu tư buôn bán ở Việt Nam, làm kinh tế sẽ thịnh vượng lên. Cho nên người ta đồng ý bàn về vấn đề nhân quyền. Đó là một những điều kiện, mà điều kiện quan trọng nhất là quyền người lao động lập nghiệp đoàn độc lập. Tí nữa mình sẽ nói chi tiết. Và cái võ khí đó thì theo tôi hiểu là họ sẽ nhả từng, gọi là từng chút ít một. Việt Nam có tiền mới mua được. Điểm thứ hai là loại nào mà có tính cách không có thích, tính cách là dùng khí giới mà để đàn áp đồng bào, phần lớn là những khí giới có tính cách chống ngoại xâm, rồi ví dụ máy bay dò thám trên biển, những cái thủy lôi hay là tàu ngầm, máy bay chiến đấu, máy trực thăng, tức là những cái chuyện chống ngoại xâm không à? Thế như đồng bào trong nước cũng như đồng bào hải ngoại cũng đừng có nghĩ là họ sẽ dùng, Việt Nam sẽ dùng khí giới đó để mà đánh đo đồng bào Việt Nam đâu, không có chuyện đó đâu. Đó là cái chuyện như vậy. Thì là cái, nếu mà nói đến cái mục đích hay là cái ý của Tổng thống Obama muốn viếng thăm Việt Nam lần này thì chắc là đã được chuẩn bị nhiều và kỹ lưỡng ở bên Mỹ cũng như cả phía Việt Nam, phải không thưa? Vâng, bởi vì trước khi họ đã mời Tổng thống Obama từ lâu lắm rồi, mấy lần rồi mà cứ trì hoãn lại thôi. Rồi đến khi mà hai người vị quốc trưởng Việt Nam, hai người đã qua đây năm 2014, tức là ông Trương Tấn Sang, chủ tịch nước, rồi đến ông năm 2015 là ông Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng, là hai người quan trọng nhất của Việt Nam qua đây ở hai năm liên tục và lần nào cũng tái tục cái lời mời. Ông Sang qua đây thì là gọi là lập một cái sự cộng tác toàn diện, comprehensive partnership. Ông Trọng sang đây thì đưa ra một, hai bên đưa ra một cái tuyên ngôn về tầm nhìn chung, vì ông Trọng không phải là đại diện của một chính quyền nhưng mà đại diện của đảng cầm quyền còn cao hơn chính quyền nữa, thì nhưng mà không có về nghi thức ngoại giao thì không đưa ra một cái tuyên bố chung được, là anh đưa ra một cái bản tuyên bố về tầm nhìn chung, tức là cái cách nhìn quản trị bang giao giữa hai nước. Như vậy đó là bây giờ mình đi vào cái đó là phần cả phần chuẩn bị từ Hoa Kỳ, phía Hoa Kỳ cũng như Việt Nam. Rồi đến bây giờ thì là ông Obama đến Việt Nam, nhân cái dịp mà ông đi gọi là hội nghị ở Tokyo thì ông đến Việt Nam. Thì lúc đó cái chuyện mà ông đến Việt Nam là đến Hà Nội trước, cũng có cái dư luận nói một cái nhỏ, cái là ông đến không được tiếp đón long trọng giống như mình, ông chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, có phải vậy không? Vâng, là thế này, không có ham bốt
phát đại bác thần công để mừng tại phi trường. Nhưng mà cũng giống như họ tiếp giống như là Cuba đã tiếp ông Tổng thống Obama, tức là không có cấp lớn nhất ra phi trường đón, nhưng mà họ cấp dưới ra đón về về đến dinh quốc trưởng là chủ tịch nước tại Cuba cũng như tại Việt Nam, lúc đó mới có cái tiếp đón lên đỉnh. Thế nhưng mà ông Obama là ông là tổng thống của một cường quốc mạnh nhất thế giới, ông cũng chẳng cần quan tâm, ông cũng cho chuyện đó là chuyện thường thôi. So sánh với ông Tập Cận Bình nữa, thì ông Tập Cận Bình có 21 phát thần công và nhưng mà chỉ được nói đến là 15 phút ở trong quốc hội thôi, đâu có được gặp dân chúng cả hai tỉnh lớn Hà Nội và Sài Gòn, đâu có thể đi ra đường phố mà được hoan dân dân hoan hô như vậy. Ông Tổng thì mình được cố nói thêm 15 phút nữa là nửa giờ tại quốc hội thôi, còn không có được gặp nhân dân. Chưa kể là ngoài đường phố đó thì họ đeo những băng, những cái biển đó là no si, tức là ngày xưa thì có cái bờ đường chữ U, đường lưỡi bò thì no you. Thì bây giờ cũng giống như vậy, có cái bảng là no si, không phải không có si Jinping Ping. Tức là họ công khai dân chúng mà nhà nước đâu có dám đàn áp. Như vậy là thực ra trên phương diện công luận, sự ủng hộ của nhân dân nồng nhiệt thì ông Obama tha hơn hẳn rất xa ông Tập Cận Bình. Vì đâu ông có cần gì đến cái đến 21 phát thần công cũng giống như là ngỏ lời trước quốc hội. Ông đâu cần chuyện đó. Ông không cần cái chuyện hình thức đó, nhưng mà ông đã được, ông đã, nước Mỹ đã đặt cái nguyên tắc là chúng tôi lo vấn đề an ninh. Đi đến đâu chúng tôi lo, tức là Mỹ nó lo an ninh là phần lớn chứ không phải Việt Nam lo. Tức là nó đặt điều kiện về nó sẽ đi nơi nào, đi gặp nhân dân ở trong cái hội trường quốc tế để nói với phần lớn là giới trẻ, nhưng mà nó nói với toàn dân Việt Nam. Đi ra đường phố, đi ăn chả, bún chả, rồi đi dọc các đường ở Hà Nội cũng như ở Sài Gòn. Tức là họ đặt cái quy trình, cái hành trình đi, và Việt Nam phải chấp nhận. Họ không có thèm vô lăng Hồ Chí Minh. Họ không muốn vô lăng Hồ Chí Minh, nhưng mà vì rằng cũng phải đi, nước Việt Nam muốn biết là, vì ông Obama đã nói đến cái kỷ niệm là ông Hồ Chí Minh đã tuyên bố trong tuyên ngôn độc lập, viện dẫn câu của Thomas Jefferson, mọi người sinh ra là bình đẳng và có những quyền không thể chất bãi, Thượng Đế đã ban cho quyền sống, quyền tự do, theo đuổi hạnh phúc. Cho nên là họ cũng muốn là có cái gì có Hồ Chí Minh ở trong cuốn chuyến đi của ông Obama, thì họ mới dẫn ông đấy đến thăm cái nhà sàn mà ông Hồ Chí Minh đã ở trong những năm cuối đời, ở ngay phủ chủ tịch nước là cái nhà sàn, nhà ở dưới thì là cái phòng họp của chính trị bộ và đôi khi của chính phủ nữa. Tôi có đến thăm cái nhà sàn trong nhiều năm trước, thì tôi thấy cái nhà sàn nó rất đẹp và có cái hồ ao cá ở ngoài, rất nhiều cá vàng. Thì tức là một cái hành vi là chúng tôi cũng muốn nhắc là cái kỷ niệm Hồ Chí Minh đã nhớ đến nước Mỹ từ thời xa xưa, và viện dẫn cả huyến chưa tuyển tuyên ngôn độc lập, bây giờ tôi đến thăm cái nơi làm việc cuối cùng của cụ Hồ. Thì cái người tiếp đó là cái người mà chủ tịch quốc hội là bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Theo nguyên tắc bà Nguyễn Thị Kim Ngân là chủ tịch của cái cơ quan quyền lực cao nhất nước, cao hơn cả chủ tịch quốc hội và bí thư đảng đó, nhưng mà đấy là nguyên tắc luật pháp thôi, còn thực tế thì nó khác. Thì là nhưng mà họ theo đúng cái nguyên tắc gọi là protocol, tức là ngoại giao, nghi thức ngoại giao đó, thì là đến thăm cái người chủ tịch nước đã ra đi mà trước đây đã muốn cầu cứu nước Mỹ 9 lần năm 1946, và sau đó nhắc đến nước Mỹ, tuyên ngôn độc lập nước Mỹ trong tuyên ngôn độc lập Việt Nam. Hành ra ông làm những hành vi ý nghĩa đó thì mới 21 súng đại bác cũng chả cần phải có đâu. Để, như vậy thì là bây giờ trước khi mà mình vào cái bản tuyên bố chung với những lời chính thức cũng như là những cái lời mà của Tổng thống Obama phát biểu, mà tôi nghĩ là hình như có sửa hay có dấu bớt, thì bây giờ là đúng. Luật sư Tài có thể kể vài cái chuyện mà người dân bây giờ là từ Hà Nội trước, thì người dân Hà Nội gọi là người dân ở ngoài phố đó đón tiếp Tổng thống Obama như thế nào, qua cái chuyện mà ông đi ăn chả cá ở cái quán Hương Liên đấy.
Thì cái quán đó là cái quán mà gọi là bún chả, tức là bán giống như chả giò mà có bán thêm bún, là nó hơi lai miền Nam đấy. Trước ngày xưa người tôi ở Hà Nội thì tôi cũng ở gần cái con đường mà có cái quán đó ở đường Ngô Thời Nhiệm hồi tôi còn nhỏ xíu, thì tức là chỉ có đáng nhẽ chỉ có chả bánh đa thôi, tức là có cái chả rán thôi chứ không có ăn bún. Nhưng mà bây giờ thì ở cái tiệm đó họ có cái bún chả là một cái món đặc biệt mà cái tiệm đó có nổi danh, cho nên là tòa đại sứ chắc nó biết, nó hẹn đến đó chưa. Nhưng mà tôi thấy là ông ngồi ăn mà không biết có ăn không, chỉ thấy miếng bún chả với bún còn nguyên. Thế nhưng men sắp cái bà chủ nhân đó, sau khi được tiếp đón đó, thì lại nghe khoe là ông mua thêm bao nhiêu phần nữa, và những nhân viên đi theo là ăn hết bao nhiêu phần nữa mà bán giá giữ nguyên chứ không tăng giá, tức là theo đúng quy tắc thương mại không bắt nạt người ngoại quốc, giống như trước đây thường hay bắt nạt Việt kiều về nước. Thế thành ra bà ấy rất là hổ hởi, và bà ấy được ông Giang khoe number one bún chả hay quá đấy. Hình cái người dân Việt Nam đứng ở ngoài đường hoan hô, họ thấy chưa bao giờ có một quốc trưởng, chủ tịch nước, tổng thống mà bình dân đến như vậy. Đấy là một cái sự gọi là một cái gọi là một cái một cái hành vi gọi là về phương diện thủ đắc nhân tâm mà tổng thống Obama đã đại thắng trước tất cả các cái nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam. Có bao giờ người dân hoan hô người lãnh đạo một cách hồ hởi tự nhiên như vậy không? Tôi có xem một cái video Hà Nội có một cái đây là vô Sài Gòn rồi. Vô Sài Gòn thì là cũng lại đi buổi đêm mới vô. Không biết là có lý do gì mà họ để buổi đêm mới vô, giống như là Hà Nội đó. Thế nhưng mà đi đến lúc mà đi diễu phố sau những ngày sau đó, thì có nhiều đồng bào hồ hởi ra đi mà giơ tay đi, cả đoàn hai bên đường chật ních. Chỉ thấy cảnh sát Việt Nam canh nhìn đám đông để giữ an ninh, nhưng mà chưa bao giờ một vị quốc trưởng các nước khác mà lại được dân chúng đón tiếp đầy chật hai bên đường như vậy. Và cái bà mà có một cái video họ quay đó, thì bà nói bà ấy khoe là bà thấy tổng thống đi qua sát cái cửa kính, xa hơi sát mặt bà ấy, ngay đứng ngay cái hàng rào bằng dây thừng, bà cứ cua tay bà nói anh ba có em đi này anh ba, nghĩa là người dân họ xưng tổng thống là anh ba, bảo nói có em đây này nhìn thế này. Thì bà bảo tổng thống có nhìn tôi mà có nhìn em, bà khoe thì bà cười rũ ra trong cái lúc bảo cái chuyện, chứng tỏ là trong thâm tâm người Việt Nam họ thương ông Obama giống như là người thân tình trong gia đình, gọi là anh ba. Thành ra cái sự chiến thắng về công luận rất là thành công. Nhất là phải nói rằng là dường như ở miền Nam thì có thấy trước đó, thì ví dụ những vị lãnh đạo từ tổng thống, phó tổng thống rồi thủ tướng rồi đi ra rồi chen với lại người dân thì có, cũng giống như là cái kỳ mà ông Nixon cũng như ông Johnson rồi qua thì cũng có đi ra với lại tiếp xúc. Nhưng mà ở ngoài Bắc hình như là nghiêm trang hơn, trang trọng hơn, giữ lễ hơn, và hình như chưa có vị tổng thống nào mà của những cái quốc gia tới thăm mà đi ra quán mà như ông Obama phải không? Vâng, giờ có ông bà Clinton cũng đi ra cũng ra quán, cũng ra quán mà ăn ở cái quán gọi là phở năm 2000 gì đó ở gần chợ Bến Thành. Ok, Bến Thành là ở trong miền Nam rồi. Không, nhưng mà ngoài miền Bắc ngoài Bắc kìa. Ngoài Bắc thì chưa có tổng thống Bush ra đấy, cũng không có đi ăn phở trong Nam. Ở trong Bush, Nam thì ông Bush cũng thì đi ăn phở trong Nam. Ông Clinton đi ăn phở trong Nam, ông Bush cũng bắt chước cũng đi ăn phở trong Nam. Nhưng ngoài Bắc thì không thấy. Thế thì bởi vậy như vậy đó, là bởi vì cái lòng dân ở ngoài Bắc đó, tôi không có phải là chia Bắc Nam, nhưng mà phải nói rằng là ở ngoài Bắc hình như không có quen thấy những cái hình ảnh đó. Tại ra khi mà ông Obama mà ông một vị tổng thống ra kéo cái ghế nhựa mà ngồi như vậy thì thấy thì họ đứng bao quanh ở ngoài đường đó. Đúng rồi, có lẽ ở ngoài Bắc không có cái dịp mà thấy các lãnh đạo một quốc gia cường quốc mà thân với dân như vậy. Thì cái lần ông Clinton tới thì cũng đi ăn phở trong Nam, rồi bà Clinton ông bà đi ra đường phố rồi cũng đi hòa nhập vào đám đông, cũng là trong Sài Gòn.
Thế còn ở Hà Nội thì tôi không nhớ rõ là có, là hình như cũng đi mua đồ ở Hàng Đào, Hàng Gai có, thì cũng được dân chúng tấp vô. Thời ông Clinton thì Hà Nội cũng có đấy. Bà Clinton đi thăm có đội nón với cô Chelsea các thứ, ở đi hòa nhập vào đấm đâu. Thế thì tức là thực sự ra họ họ thân Mỹ, họ muốn thân Mỹ quả Bắc lẫn Nam. Và nhưng mà ở trong Nam là ưa nước Mỹ, ưa người Mỹ, ưa tổng thống Mỹ hơn bao giờ hết. Và tôi có thấy cái dư luận họ điều tra công luận đó, mà họ kết luận là nước ít nhất là nước Việt Nam và ít nhất là cái nửa miền Nam đó, là cái dân tộc thân nước Mỹ nhất thế giới. Và có lẽ đúng, và có lẽ vì thế cho nên cái ông đại sứ đầu tiên có vợ Việt Nam là ông đi xe Honda hai bánh, ông đã đi ngay lúc đầu rồi. Ông không sợ vấn đề mất an ninh gì hết. Bây giờ ông đại sứ này là còn trì hơn đi xe đạp từ Bắc đến Nam. Cảm ơn luật sư Tạ Văn Tài rất nhiều, chia sẻ những mẫu chuyện lý thú. Nhưng bây giờ mình trở lại ở ngoài Hà Nội đó, tổng thống Obama có đọc diễn văn, có phát biểu đó. Đúng rồi. Thì hình như trong cái bài diễn văn đó, khi mà dịch trở ra bằng tiếng Việt và đăng báo hay là đọc ở trên mấy các đài rồi đó, thì hình như có bỏ sót trở lại phải không? Vâng, đúng thế. Bây giờ là lúc là mà tôi gọi là kể khổ ha, là tại sao nhà nước Việt Nam hay là ít nhất là báo chí Việt Nam mà chơi đều tổng thống Obama như vậy, không? Nó cũng được chơi đều như vậy, quốc trường người ta đến mà lại cắt được lời nói của người ta. Bây giờ trước hết là tôi nói cái nội dung tổng quát, bởi vì cái tuyên bố chung là rất quan trọng. Tuyên bố chung tôi nói thật mau thôi để cho đồng bào ở đây biết rõ là cái tuyên bố chung nói về những vấn đề gì nhá. Thế thì trước hết là vấn đề thắt chặt về chính trị và ngoại giao. Trong các vấn đề và thắt chặt về kinh tế cao cấp, tức là về thương mại, về công tác, về đầu tư, về khoa học, về giáo dục. Và về thương mại thì đặc biệt là sẽ thi hành làm những biện pháp cải tổ luật pháp và định chế, tức là các cơ quan, và cho thành lập nghiệp đoàn tư độc lập để thi hành, như là một cái điều kiện để thi hành cái hiệp định TPP, tức là xuyên Thái Bình Dương, là được buôn bán với Mỹ và các nước ở quanh Thái Bình Dương, được xuất cảng hàng qua, được người ta đầu tư vào nước mình, rồi rất có lợi trong mười mấy năm thì sẽ là kinh tế Việt Nam sẽ mạnh hơn nhiều. Rồi về thắt chặt về chính trị ngoại giao, và đặc biệt là về tức là có những phái đoàn cao cấp sẽ đi qua thăm đều đều, nhưng mà đặc biệt là về Biển Đông thì là cho phép, là đưa ra những nguyên tắc là cùng nhau để lo vấn đề bảo vệ hòa bình ở miền Đông, ở Biển Đông bằng biện pháp luật pháp quốc tế, phải giải quyết để mà bảo vệ cái tự do hàng hải và tự do hàng không ta bay trên Biển Đông, và điều nữa là tức là công cúc cho Việt Nam đứng về cái diện mà lan sang lấy những quân sự đó, là tăng cường hợp tác về quốc phòng để bảo vệ cho Việt Nam trong Biển Đông, tức là cung cấp bỏ vũ khí, bỏ cấm vận vũ khí như tôi vừa nói lúc nãy đó, và tăng cường huấn luyện về năng lực hàng hải, tức là huấn luyện cho các chiến sĩ hải quân. Nhưng mà tôi muốn nói là này, họ nói hợp tác quốc phòng ở cấp cao nhưng mà chưa đi đến trình độ gọi là liên minh giống như là nước Phi Tân đâu, là vì nước Mỹ nó cũng không muốn và Việt Nam vẫn còn e sợ Trung Quốc, cứ nói là 3-0 chế độ, bà cũng không có để cho Mỹ ai đấy cường quốc nào đóng quân ở trong nước, không có liên minh quân sự với ai, và cái thứ ba là cái gì tôi nhớ lại. Nhưng mà 3-0 đó thì Mỹ nó cũng tôn trọng, đúng rồi, ông không muốn liên minh thì tôi cũng không muốn liên minh đâu, mà Mỹ nó cũng giải gì nó liên minh, để ví dụ Trung Quốc nó đánh một phát thì là ông nó phải đem quân nó vô, bởi vì cái liên minh quân có nghĩa là một cuộc tấn công một nước trong liên minh là một cuộc tấn công toàn thể liên minh, đó là nguyên tắc liên minh, thì Phi Luật Tân mới có được hưởng cái đó. Bây giờ là giải gì nó bảo ví dụ ông Trung Quốc ông đánh cái gì ở Hải Phòng, đánh hải quân ném bom nát hải quân Hải Phòng là ông Mỹ phải nhà bao đánh cho Việt Nam, nó không có làm chuyện đó, nó chỉ giúp thôi. Thành ra
hợp tác quân sự ở cấp cao, nhìn tính cách hợp tác toàn diện, nhưng mà không phải là đồng minh, không phải là đồng minh. Và chính ông Việt Nam thì bây giờ cũng muốn như vậy để cho nói với Trung Quốc, đâu tôi có theo Mỹ đâu, tôi chỉ giúp, tôi nhận cái viện trợ quân sự chứ tôi đâu có là đồng minh của Mỹ đâu. Thế tức là vẫn sợ đó. Thành ra cái đó là cái giải pháp tối hảo cho cả hai bên Việt Nam và Mỹ. Đó là điều tôi muốn nói để đồng bào hiểu là không có liên minh đâu, nhưng mà có sự giúp đỡ về quân sự. Đấy. Đây là những cái chính thức, nhưng mà ở khi mà báo chí dịch cái bản ra đấy, cái đó tôi sẽ nói. Còn một vài điểm nữa là điểm nữa, tức là giải quyết những hậu quả chiến tranh như là vết mìn không nổ, rồi chất độc da cam, rồi hợp tác về sông Cửu Long, rồi cải tổ luật pháp. Thế thì cái điểm mà họ bỏ là thế này, trong tuyên bố chung đó có một cái đoạn là nói là phải cải tổ về nhân quyền, thì họ bỏ cái đoạn dịch đó đi, họ bỏ cái đoạn mà nói về cải tổ đi, bỏ hẳn một cái đoạn đó đi, mà nếu mà cần thì tôi sẽ mình có nên đọc cái đoạn đó một cách mau ngoan không, một chút thôi. Dạ vâng, thì xin mời. Tức là bảo về nhân quyền thì bỏ hẳn cái đoạn là hai bên sẽ cố gắng gọi là khuyến khích cái việc mà gọi là củng cố nhân quyền để theo được những cái bảo đảm của hiến pháp và của các hiệp định quốc tế về nhân quyền, sẽ gọi là thảo luận song phương về vấn đề nhân quyền và được 20 lần rồi, và sẽ thảo luận vào tháng 4 này 2016 này lần thứ 20. Thế để mà giảm bớt những sự khác biệt về nhân quyền, Việt Nam đồng ý là cải tổ luật pháp để mà bảo đảm nhân quyền, và nhất là đảm quyền về tự do tôn giáo và quyền về nghiệp đoàn độc lập cho hợp với lại hiến pháp của Việt Nam. Nó nói mà hiếm lắm, năm nói rồi mà bây giờ thi hành đi chứ. Thế và hợp với lại các tuyên ngôn nhân quyền quốc tế. Thế, phải cho cái luật về tự do tôn giáo, luật về hiệp hội, luật về trợ cấp tư pháp, tức là giúp cho người bị can được giúp đỡ khi bị ra tòa đó. Thế luật về ban hành các cái luật và nghị định để cho người ta theo dõi xem ông chính phủ có tuân thành luật không. Thế, rồi là không được kỳ thị về màu da, về tôn giáo, vân vân. Thế thành ra tức là người Mỹ họ đặt cái điều kiện này như vậy, nhưng mà ông báo chí bỏ hẳn cái đoạn này đi, không biết có lệnh của chính quyền hay không. Ông báo chí là ông hay có cái bệnh gọi là tự kiểm duyệt, ông sợ là viết ra thì bị trách. Thì có thể là ông tự kiểm duyệt, có thể là có cái cú điện thoại, một cái cú điện thoại nói bỏ cái đó đi nhá, dịch thì không có, bỏ cái đó đi nhá, thì không ai biết. Nhưng mà như vậy cũng là thất lễ với ông Tổng thống Obama về nước Mỹ. Nhưng mà với cái tình trạng Internet bây giờ, cả thế giới nó vẫn biết là có cái đoạn này. Đoạn nữa là đoạn nói về vấn đề mà nước Mỹ sẽ cộng tác về nhân dân, giữa nhân dân và nhân dân, tức là gửi Peace Corps, tức là cái đoàn hòa bình sang làm việc ở cấp thấp nhất ở các xã, rồi sẽ lập đại học như là đại học Fulbright để cho tăng tiến được cái nền giáo dục Việt Nam và giúp đỡ cho sinh viên Việt Nam sang Mỹ du học, rồi lập được những cái cơ sở về cộng đồng mà giữa nhân dân và nhân dân. Như vậy là Mỹ họ có cái chính sách ngoại giao nhân dân đó, họ muốn là nhân dân đi theo nhân dân, là đi với nhân dân để giúp đỡ lẫn nhau. Ông Việt Nam không biết là báo chí hay là có cả nhà cầm quyền sợ cái chuyện mà nhân dân Việt Nam nó biết là nước Mỹ muốn nhân dân Mỹ qua để cộng tác và giúp đỡ, thì là gạt cái bản này đi, cái đoạn này đi ra khỏi cái bản dịch đăng báo. Và như vậy là tức là có một sự gọi là giấu giếm. Tôi thấy cái đó là không được. Đó là chuyện. Chưa kể những cái dự trữ mà dịch sai ở cái đoạn bài diễn văn của ông Obama tại Hà Nội nữa, là cái chuyện khác nữa. Cái bài diễn văn mà nói cho nhân dân Việt Nam nghe đó, đây là cái công báo chung giữa hai chính quyền mà đã ăn bớt ăn xén.
Còn cái bản kia, tức là cái lời phát biểu như hồi nãy luật sư có nói rằng là trước cả ngàn thanh niên, sinh viên, phần lớn là giới trẻ, nhưng mà cái đề tài của ông Obama là bài diễn văn gửi nhân dân Việt Nam. Ông nói chỉ là, tôi nói với chính phủ về cái thông cáo chung rồi nhé. Bây giờ đến lượt tôi nói với nhân dân Việt Nam. Thì trong cái bản cái bài phát biểu đó thì cũng bị cắt xén và bị giấu giếm nhiều. Cái đó thì họ có thể đổ thừa rằng đây là cái những cái lời mà đây là những cái bài viết của những cái phóng viên hay những người tới ghi, thì họ chỉ ghi những cái gì họ muốn cho người dân biết, họ muốn dịch ra những cái gì cho người dân biết thôi, còn mấy cái kia thì cái đó là có thể đổ thừa như vậy. Internet nó sẽ cho lộ rõ cả hai phần, phần thông báo chung và phần và lời tuyên nói chuyện của ông Obama tại hội phòng hội quốc tế trước mấy ngàn người dân Việt Nam. Hơn nữa, bản dịch của tại đại sứ đại sứ Mỹ ở Việt Nam lại dịch đầy đủ hết các đoạn bỏ thành cũng êm mặt cái chuyện bồi bỏ quá đi. Đó là thì những cái gì mà gọi là đối với họ gọi là nhạy cảm thì thế nào họ cũng giấu, càng giấu được. Giấu như mèo giấu cứt cũng giấu được, xin lỗi. Thì bây giờ là khác rồi, chứ không phải giống như cái thời mà chỉ có loa phường. Tôi đã nói nhiều lần, tôi nói ngay tại Việt Nam, tôi bằng cái bàn tay nhân dân, bàn tay của nhà nước hay đảng mà không che nổi mặt trời nhân dân đâu. Thế nào cái mặt trời nó cũng đi qua nhân dân ở khắp thế giới, và nhân dân Việt Nam ở trong nước, họ có internet, họ có bạn bè khắp thế giới, thế nào họ cũng cái mặt trời nhân dân nó cũng đi qua cái bàn tay, nó đi chiếu rọi vào cái thực tế ở trong nước. Đó là cái ngày hình như Tổng thống Obama đến Việt Nam chỉ có 3 ngày phải không? Vâng. Chỉ có 3 ngày thì hình như 2 ngày ở Hà Nội hả? Hay là 1 ngày? Tôi không nhớ rõ lắm, hình như gần 3 ngày rưỡi gì đó. Thì đó là chuyện ở Hà Nội. Vâng. Rồi sau đó thì vào Sài Gòn. Vâng. Hồi nãy vào Sài Gòn thì luật sư có kể rằng có những bà kêu anh ba và thấy rằng là ông ngồi trong kiến xe, ông khoác tay ra. Thật sự ra nhiều khi ông khoác tay chung cho mọi người, thì đó là cái vị thế của người lãnh đạo vậy. Nhưng mà người phụ nữ đó đã hân hạnh đứng gần anh ba ngay sau cửa kính của xe hơi. Thành ra tưởng là anh ba để ý riêng đến mình. Thành ra đứng tỏ cái người dân họ yêu anh ba đến mức nào, thấy không? Đấy. Nhưng mà ở Hà Nội là có cái bài diễn văn trước, mình phải nói đến cái bài diễn văn đó. Dạ, thưa đó là bài diễn văn gì ạ? Bài diễn văn trước 2.000, 3.000, 2.000 mấy người giới trẻ, nhưng mà gọi là bài diễn văn của Tổng thống Obama nói với nhân dân Việt Nam. Cái bài diễn văn đó là tại Hà Nội. Là ở cái National Convention Center, là trung tâm hội nghị quốc tế tại Hà Nội. Thì như vậy trong cái bây giờ chắc là xin mời luật sư Tài nói sơ qua mà chắc là nói nhiều về những cái mà bị cắt bỏ, bị thiếu sót trong đó. Tại sao thiếu sót vậy? Đôi lời giờ mình cứ nói cái nội dung là như thế nào nhé. Vâng. Thì cái ông Obama ông khéo là thế này, ông hòa nhập và cái giới trẻ trước mặt ông ấy, ông nói là khi mà chiến tranh Việt Nam chấm dứt tôi mới 13 tuổi. Thì tôi cũng giống như các bạn là không biết cái việc chiến tranh nó như thế nào, nhưng mà tôi đã lớn lên và tôi muốn đi đến, với tính cách tổng thống tôi muốn đi đến nước Việt Nam để củng cố cái băng giao hòa bình giữa hai nước, để tạo được prosperity, security và human dignity, là thịnh vượng, an ninh và nhân phẩm, phẩm cho giá con người, cho nhân dân Việt Nam. Tức là ông bảo dù ông không biết gì về chiến tranh, nhưng mà ông muốn bắt đầu với vai trò của tổng thống, ông đến Việt Nam với cái sứ mạng như vậy. Đó, thành ra giới trẻ đó, tôi có ghi những cái đoạn mà nó hoan hô, nó vỗ tay nhiệt liệt đó. Thì câu đầu tiên ông nói là nước Việt Nam đó, là đã có một nền văn hóa từ lâu lắm rồi, và là có cái ông Lý Thường Kiệt đó, ông nói là Nam Quốc xâm Hà, Nam Đế Cư, tiệt nhiên định mệnh tại thiên thư.
ông dịch ra tiếng Anh thì ông nói bằng tiếng Anh, nhưng mà cái câu đó là câu của Lý Thường Kiệt và họ hoàn hồ, tức là ám chỉ anh Tàu ơi, anh đừng có xâm phạm vào cái nước Việt Nam, chỉ có dân Việt Nam được cư ngụ ở đây đấy nhé. Tức là ông ám chỉ chủ quyền Việt Nam là tôi đến rồi tôi bênh cái chủ quyền Việt Nam theo truyền thống lịch sử của nước Việt Nam do Lý Thường Kiệt đã tuyên bố đời Lý lúc mới lập quốc. Đấy. Thế rồi ông nói là lịch sử giữa hai nước cũng đã có từ lâu rồi, ông nói khéo lắm. Đã có từ lâu rồi, từ thời Jefferson thì đã có tuyên ngôn nhân quyền, ông Hồ Chí Minh bắt trước. Và Jefferson đã gửi người đi mua gạo ở Việt Nam vào cái lớp của ông làm tổng thống năm 1700 bao nhiêu đó, ông làm tổng thống 1802 cái gì chứ, tức là sau tổng thống Adam Washington Adam thì đến ông ấy, thì đã có liên hệ như vậy rồi. Thì cho nên là chúng tôi đã từng đến Việt Nam để giúp đỡ Việt Nam tìm được cái nền độc lập, giúp nước Việt Nam đánh Nhật trong Thế chiến thứ hai. Đánh Nhật là giúp nước Việt Nam độc lập. Cho nên Hồ Chí Minh mới có cái cơ hội mà làm cuộc gọi là cách mạng mùa thu, lấy lại được độc lập sau khi Nhật đầu hàng. Đám chỉ là công của Mỹ đấy. Nhưng mà ông bảo sau đó thì mới là hiểu nhầm về cái vấn đề sợ cộng sản này kia, có chiến tranh lạnh xảy ra, thành ra mới có xảy ra cái chiến tranh mà đấy là ông nói sơ qua như vậy, nhưng mà chính là thằng Pháp nó quay lại, rồi nước Mỹ nó muốn bênh đồng minh của Pháp của nó chống lại khối Liên Xô ở Tây Âu, cho nên là nó mới phải giúp Pháp, nó chiều theo Pháp, nó giúp đánh Việt Nam hồi đó. Chứ còn ông Roosevelt là ông muốn đuổi thằng Pháp đi không, đến ông Truman ông đổi chiến lược, ông mới bảo vì sẽ giúp thằng Pháp để củng cố ở Âu Châu chống Liên Xô, thành ra mới thành ra đánh Việt Minh lại. Hay như ông này ông nói đúng là ông nói là do cái sự sợ cộng sản cho nên là thành ra lúng túng mẹ. Chứ nước Mỹ đã giúp Việt Nam từ lúc Hồ Chí Minh còn ở Việt Bắc chống Nhật, rồi sau đó là đến những cái giai đoạn hiểu lầm nhau, nhưng bây giờ ông quay lại để giúp Việt Nam. Thế thì đưa ra là những cái chuyện là những cái câu mà ám chỉ là bây giờ là đổi rồi đó. Cho nên là hai nước có thể gần nhau, và được bốn cái chương trình bốn điểm của ông nêu ra. Và ông nói là hai dân tộc bây giờ là gần nhau hơn bao giờ hết trong bao nhiêu lịch sử bấy lâu nay. Mà tôi là tổng thống, ông nói là tôi tổng thống muốn đưa ra một cái sự công tác toàn diện và là như là một cái khuôn mẫu cho thế giới về sự cộng tác giữa hai dân tộc. Thì điểm có bốn vấn đề chính trong cái này mà tôi xin tóm tắt thôi. Thứ nhất là vấn đề mà về hợp tác về kinh tế và thương mại. Đấy. Thứ hai là vấn đề an ninh. Thứ ba là vấn đề Thứ ba là vấn đề thứ ba là vấn đề mà hợp tác về vấn đề văn hóa và giáo dục. Thế rồi thì thứ tư là các vấn đề quốc tế khác như là vấn đề khí hậu, vấn đề môi trường. Và vấn đề an ninh. Thế thì tôi nói lại sơ mấy điểm chính đó thôi nhá. Là trước hết là về vấn đề thương mại, kinh tế thương mại đó, thì là thế này, là làm thế nào để ký cái hiệp định TPP cho nên sẽ tăng được cái sự xuất cảng hàng hóa sang Mỹ, đầu tư hỗ tương là tạo cho nền kinh tế thịnh vượng của hai dân tộc, và như vậy sẽ có tăng được mức sống cho nhân dân hai nước. Trong vấn đề này thì là những công ty kỹ thuật và những đại học của nước Mỹ sẽ khoa giúp Việt Nam, trong đó có đại học Fulbright. Và những người trẻ sẽ và những doanh nhân sẽ có dịp học hỏi được những kỹ thuật và tài năng của nước Mỹ, và nhất là các phụ nữ sẽ được là nối
truyền thống của Hai Bà Trưng, nên là vỗ tay. Là thích lắm. Thế thì và TPP là giúp về đầu tư và thương mại như vậy, cho nên là Việt Nam sẽ có một số những cái lợi, nhưng mà ông báo trước là vì TPP đòi hỏi những cái cam kết về lao động, về nhân quyền, cho nên là cũng phải có những cái cam kết thi hành khá gay go đấy. Thế nhưng mà chính vì cam kết thi hành những đó, cho nên là không có thủy, đây là điều ông nói, không có thủy thuộc về cái kinh tế ngoại thương ở nơi một nước nào duy nhất nữa. Ông ám chỉ không có lệ thuộc kinh tế tàu là nước duy nhất nữa đâu. OTPP là sẽ mở rộng được thị trường ra các nước ở Thái Bình Dương, nước giàu nhất thế giới. Cái khối đó là 45% sản lượng thế giới, tất cả những nước ở TPP, thì nó ngoại lực như vậy, nó mua hàng Việt Nam, thành ra không tùy thuộc vào nước duy nhất nào nữa đâu. Ông ngắm chỉ tàu, thế là cử tọa vỗ tay ông ý lên, nó là khoái là thoát được tàu. Thế chứng tỏ là ông đứng trúng tâm lý hay là đúng cái nhu cầu đó. Và khi mà phát triển kinh tế thì sẽ có sự bình đẳng. Đềm, cái lĩnh vực thứ hai là lĩnh vực an ninh, thì lúc nãy tôi đã nói đủ rồi, là sẽ giúp về hải quân canh chừng Biển Đông. Và sẽ có những cái thế giới mà Việt Nam sẽ mua được. Đây giờ ông bỏ, sau đó ông tuyên bố bỏ cái cấm vận vũ khí sát thương. Thế và ông nói một câu này về nhân đề vấn đề mà khí giới đó, ông bảo không có nước nào có thể vi phạm chủ quyền của nước kia, không có nước lớn nào bắt nạt được nước nhỏ. Phải vỗ tay. Thấy không? Đấy, thành ra đó ông nói rất là đúng cái nhu cầu của người dân ở trong nước. Đấy, chúng tôi sẽ cùng nước Việt Nam tại biển Nam Hải duy trì những cái nguyên tắc căn bản là tự do hàng hải, tự do không lưu, và giải quyết mọi chuyện tranh chấp bằng hòa bình, tức là kiện ra tòa án thôi chứ không có dùng vũ lực bắt nạt nhau. Điểm thứ ba là nhân quyền, thì là nó, mình nói lúc nãy là ông bị, bài của ông cũng bị bỏ trong cái diễn văn về nhân quyền này, cũng bị bỏ luôn. Và nhưng mà ông nói cái này, ông bảo ông nói khôn đó, ông bảo nước Mỹ về vấn đề nhân quyền thì là theo cái tiêu chuẩn luật quốc tế, giá trị quốc tế toàn hoàn vũ, mà trong hiến pháp Việt Nam đã có, trong các bản công ước nhân quyền thế giới Việt Nam ký cũng đã có. Chỉ có vấn đề mà dân chủ thì ông nói một điều là chúng tôi khuyến cáo thôi, chúng tôi không có đè ép Việt Nam theo một chế độ nào đó. Thế nhưng mà ông vẫn nhắc khéo là, nhưng mà người dân nước nào cũng phải, đây là vấn đề dân chủ, nhưng mà ông nhắc khéo là không đè ép, nhưng mà người ta cũng, người dân nước nào cũng mong muốn được ra tranh cử một cách tự do, và người bầu, người cử tri nào cũng mong được bầu cử một cách tự do công bình để bầu ra lãnh đạo của mình. Đấy. Và chính vì vậy cho nên là chế độ mới ổn định hơn, là vì họ mới yêu cái chế độ, mới giữ chế độ. Đây là ông khuyến cáo, ông bảo chỉ khuyến cáo ông đè ép Việt Nam, nhưng mà cũng khuyến cáo mấy ông lãnh đạo Việt Nam là nên tôn trọng quyền dân chủ của người dân, và chính vì vậy chế độ sẽ ổn định hơn. Thế ông nói rất hay. Chỉ cần mấy ông lãnh đạo nghe, chứ còn người dân nữa là cái chỗ đó khi họ dịch thì họ cắt mất rồi. Nhưng mà nếu ông nói rất khéo đấy, ông làm mít lòng, và tôi đâu có ép gì đâu, nhưng mà tôi khuyến cáo là cái đó có lợi ngay được cho chế độ, là để nó ổn định hơn. Đấy. Điểm cuối cùng là thì là vấn đề thế giới, những vấn đề như là thay đổi khí hậu, công tác trong vấn đề đó, và công tác về việc về nhất là Mekong Delta, tức là vùng đồng bằng Cửu Long, thì nó sẽ giúp đỡ bị mà những cái tai hại của vấn đề mà quản lý các cái dòng nước mà bị cắt đi bởi Trung Quốc chẳng hạn, thì họ sẽ giúp về vấn đề đó. Đó là những vấn đề mà bốn vấn đề chính là trong cái bài diễn văn trước nhân dân Việt Nam mà ông ấy nói một cách rất là rõ ràng, nhưng mà cái câu kết luận của ông rất là thân tình, mà là cái câu mà ông viện dẫn câu Kiều đó, là cái câu tiếng Việt là tiếng Anh dịch là please take from me this token of trust so we can embark upon our 100 years together.
Tức là cái câu mà tôi lại cũng khuyên cái câu tiếng Việt, nhưng mà tức là giữ cái kỷ vật này từ đây và trăm năm năm nữa sẽ là cái kỷ niệm của việc băng giao giữa hai nước. Tôi xin lỗi nên đồng bào là tôi quên cái câu kêu, bây giờ đang nghe cái câu là nhớ. Cái câu đó rất hay, là ông viện dẫn được câu kiểu bộ đại hoan hô. Chưa bao giờ một tổng thống nước ngoài mà thuộc kiểu mà nói cái câu kết luận mà cái giống như cái bài diễn văn này, là quý vị giữ làm bằng 100 năm nữa cái tình bạn giữa hai dân tộc vẫn còn. Thế là nhà cái bài diễn văn đó là bây giờ thì giờ cũng không còn nhiều nữa. Chắc chắn rằng là sẽ mời luật sư Tài trở lại để nói chuyện về TPP với lại ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam như thế nào. Bên cạnh đó, còn cái chuyện mà kết quả của tòa trọng tài phán quyết khi mà cái bà đối với cái vụ mà Phi Luật Tân đi kiện Trung Quốc nữa thì chắc là thế nào cũng có. Nhưng mà như vậy thì qua cái tuyên bố chung đối với chính quyền Việt Nam, đối với lại cái diễn văn để mà ngỏ lời với nhân lại dân. Nhân dân, thì bây giờ nhân dân Việt Nam theo luật sư Tài thấy như thế nào? Kết luận là liên hệ Mỹ lâu dài rất tốt đẹp, bởi vì người dân Việt Nam họ thích nước Mỹ hỗ trợ cho nước Việt Nam và họ thích Tổng thống Mỹ đến như vậy đó, mà không có cách nào mà có thể gọi là xóa được cái hình ảnh mà hay là cái tình cảm đó đi được. Muốn có bây giờ tuyên truyền bài Mỹ đến mấy họ cũng không tin nữa. Bây giờ chỉ có cách là thân thiện với Mỹ, và chính thân thiện với Mỹ thì là sẽ có chống lại được cái sự bắt nạt của Trung Quốc. Cho nên người dân Việt Nam họ sẽ rất thích, và cái điều đó cũng hợp với đồng bào hải ngoại Việt Nam cũng thích nước Việt Nam có thể trường tồn vì dựa vào được những cường quốc Tây Âu, Âu Mỹ, trong đó có Hoa Kỳ là cái nước đã nhờ những ông tổng thống sáng suốt gần đây đã tạo được cái sự thân tình. Cái nước Mỹ nó có cái hay là nó đánh người ta xong rồi nó lại làm thế nào mà người ta, cái người nước thua trận, Việt Nam là một thứ thua trận theo nghĩa là thắng trên trận địa nhưng mà thua nó bị cấm vận 20 năm chơi, thua về đủ các thứ, cầu xin Mỹ nó băng giao đi, thì tức là một thứ thua trận. Và đồng bào hải ngoại, tôi đã viết nhiều bài, tôi nói đồng bào hải ngoại di cư đó là thắng trong hòa bình. Thế thì nước Mỹ nó có cái hay là nó thua hay nó thắng nhưng nó vẫn hòa với cái nước mà đã đối địch nó trong chiến tranh. Nước Nhật, nước Mỹ là đồng minh rất thân thiết. Thì tôi nghĩ là trong trường kỳ đó, nước Việt Nam sẽ là một nước thân thiện với Mỹ. Tuy rằng sợ Trung Quốc, có thể không dám làm đồng minh, nhưng mà sẽ là nước thân tình với Mỹ. Cảm ơn luật sư Tạ Văn Tài từ trường Đại học Harvard rất nhiều trong buổi nói chuyện hôm nay. Và cảm ơn nhà báo đã có dịp cho tôi nói chuyện vui. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ cho chương trình VATV xin gửi về Cơ quan Phát triển Cộng đồng Việt Mỹ, Việt E. Kính chào quý đồng hương. Kính chào quý vị. Và kính chúc quý vị một tuần lễ an lành và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình VATV trong những tuần lễ sắp đến. Trân trọng kính chào. Trân trọng kính chào.